Thưa quý vị và các bạn, lên đường nhập ngũ để bảo vệ chủ quyền đất nước là quyền và nghĩa vụ của mỗi thanh niên. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lễ giao nhận quân tại các địa phương được thực hiện nhanh gọn, đáp ứng các yêu cầu của công tác phòng dịch, song vẫn đảm bảo không khí sôi nổi, trang trọng để động viên thanh niên trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc. Ngay từ sáng sớm nay, hơn 400 thanh niên của 29 xã thị trấn trong huyện Lục Ngạn đã tập trung đông đủ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Trong không khí trang nghiêm, mỗi tân binh đều vui mừng phấn khởi trước giờ lên đường nhập ngũ. Em rất là vui ạ. Em sau 2 năm chạy qua quân đội thì em muốn mình sẽ học được nhiều điều trong quân đội. Bản thân em là một tân binh thì em rất vui khi được gia nhập một môi trường mới. Em hy vọng là sau 2 năm thì em có thể trở thành hơn. Cùng với các tân binh của huyện Lục Ngạn, trong ngày hôm nay gần 3.000 thanh niên của tỉnh Bắc Giang cũng đã phấn khởi lên đường nhập ngũ. Tạm xa gia đình người thân, mỗi tân binh sẽ trải qua quá trình rèn luyện trong môi trường quân ngũ, một môi trường có tính kỷ luật cao để rèn giũa con người, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của thanh niên bảo vệ chủ quyền đất nước. Em sẽ ra sức học tập và rèn luyện, phấn đấu phát huy hết tài năng của mình để cống hiến cho quê hương yên dũng anh hùng. Là thanh niên yên thế anh hùng ấy, thì em muốn là theo tiếp bước cha anh mình làm cống hiến nhiều hơn nữa sức lực của mình cho Tổ quốc và xây dựng Tổ quốc mình ngày càng vững mạnh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ giao nhận quân đã được các địa phương tổ chức ngắn gọn, song vẫn đảm bảo trang trọng, tạo không khí sôi nổi, quyết tâm, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tân binh và nhân dân. Những cái vẫy tay chào tạm biệt, những bông hoa tươi thắm được trao trước giờ lên đường là động lực to lớn để giúp các tân binh phấn khởi, thêm quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc.